và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Lê Dương Bảo Lâm lo lắng trước biểu hiện của con gái lúc uống sữa. Nam diễn viên hài vẫn đang ngày đêm túc trực bên vợ con, nên mọi dấu hiệu lạ đều nhanh chóng được anh nắm bắt và hỏi thăm mọi người. Vợ chồng diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm vài ngày qua vẫn đang vui mừng bởi thành viên thứ hai chào đời thành công, mẹ tròn con vuông. Theo đó, Quỳnh Quỳnh hạ sinh một bé gái tại bệnh viện quốc tế vào đúng ngày 2 tháng 9. Hiện nay, cả nhà vẫn ở Đồng Nai để tiện cho việc chăm sóc, có ông bà phụ giúp. Anh cảm ơn vợ khi đã cho mình thêm một nhóc tì trong năm 2020 theo đúng mong muốn. Vợ nam diễn viên bật khóc. Vào giữa khuya qua, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải đoạn clip vài phút ghi lại khoảnh khắc Quỳnh Quỳnh vừa ôm con vừa rơi nước mắt vì thấy bé Bảo Ngọc có biểu hiện lạ. Theo đó, bé gái mỗi khi uống sữa lại trào ngược ra và đôi mắt cứ mở to ra khiến hai vợ chồng đứng ngồi không yên. Anh tâm sự, Ngọc làm mẹ lo mẹ khóc, 12 giờ đêm, Ngọc làm mẹ giật mình mẹ lại khóc, con em không hiểu vì sao mỗi lần bú no là ọc sữa. Mắt không đóng kính mơ màng lại lấy hơi, lần thứ ba vợ em khóc vậy rồi, em cũng lo lắm. Điện bác sĩ nói không sao. Chị nào có kinh nghiệm cho em hỏi lời khuyên với, giờ thì bả ngủ ngon rồi ngáy nữa chứ. Tình trạng trẻ sơ sinh bị ọc sữa là chuyện thường gặp. Khi thấy tình trạng con có biểu hiện lạ, mở mắt to nhìn ngược mơ màng, khiến cô lo lắng đến mức bật khóc, Quỳnh Quỳnh tiết lộ tay chân mình run, đứng cả tim. Sinh con gái xong, tâm lý cô cũng có phần nhạy cảm nên thường rơi nước mắt. Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng chuyện câu view. Bên cạnh đó, quán quân Cười Xuyên Việt cũng nhanh chóng nói đến vấn đề, dùng chuyện cá nhân gia đình để gây sự chú ý của công chúng. Lê Dương Bảo Lâm cho biết, đây là trang nhật ký của con em, mục đích kỷ niệm sau này con em lớn lên, để có cái nhìn lại hành trình khôn lớn của con em, không mục đích câu like hay ý đồ đê hèn khác. Bé Bảo Nhi cũng ở cạnh ba mẹ và em gái tại Đồng Nai. Hiện cô công chúa đáng yêu của nam diễn viên hài còn rất nhỏ, nhưng anh hài hước đòi gả cho gia đình các đồng nghiệp nổi tiếng. Ở lần chào đời của con gái thứ hai này thì Lê Dương Bảo Lâm đã chi 85 triệu để vợ sinh ở bệnh viện quốc tế. Anh tạm ngưng công việc trong vòng 2 tuần cùng bà xã chăm con, hy vọng nhóc tì sẽ có nhiều sức khỏe để phụ huynh không quá lo lắng hoang mang những lúc nửa đêm như thế này.